Vào sáng sớm ngày hôm nay, 17 thi thể các nạn nhân đã được thợ lặn tìm thấy khi sục sạo các khoang của chiếc phà 5 tầng, nơi người ta cho rằng đa số những người mất tích đã bị kẹt bên trong. Hoạt động tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích hiện vẫn đang được nhà chức trách Hàn Quốc gấp rút triển khai để chạy đua với thời gian. Trước thực tế, nhiều thi thể đã bắt đầu phân hủy. Các chiến dịch dưới nước sẽ tiếp tục tập trung vào các tầng 3 và 4 của chiếc phà, trong khi các phà mặt nước sẽ tìm kiếm phía trên để ngăn các thi thể trôi mất. Việc tìm kiếm sẽ diễn ra suôn sẻ khi các cơn sóng ở khu vực tìm kiếm được dự báo sẽ ở mức cao 0,5 mét và tốc độ dòng chảy trong khu vực biển khá thấp. Cho đến nay, chưa có thêm bất cứ người nào sống sót được tìm thấy trong số những người mất tích trên chiếc phà đắm ngoài khơi đảo Jindo. Nhà chức trách Hàn Quốc đang tính đến phương án chuyển các hoạt động khẩn cấp từ cứu hộ sang trục vớt và nhận dạng các nạn nhân. Hiện có tổng cộng 212 thuyền, 34 máy bay và 550 nhân viên cứu hộ đã được huy động tham gia vào cuộc tìm kiếm. Vào ngày hôm nay, đại diện các gia đình hành khách mất tích và 5 cơ quan chính phủ đã nhất trí lập các nhà xác tạm thời tại cảng Pyeongmok trên đảo Jindo để làm nghi thức tang lễ cho các nạn nhân xấu số. Trong một diễn biến liên quan đến vụ chìm phà, nhật báo Chosu của Hàn Quốc đưa tin một lính hải quân của nước này có tên là Jun, 21 tuổi, đã thiệt mạng trong lúc tham gia công tác cứu hộ phà Seowon. Binh sĩ này thiệt mạng vì một chấn thương nghiêm trọng ở đầu.